Một. 나 내일 일안 해. Ngày mai chị không làm việc. Hai. 그저께 나집 청소했어. Hôm kia em có dọn dẹp nhà. Ba. 언니 오늘 요리할 거야? Hôm nay chị có nấu ăn không? 4. 나 어제 술안 마셨어. Hôm qua anh không uống rượu. 5. 나 지난주에 공원 갔어. Tuần trước em có đến công viên. 6. Hương 어제 울었어? Hôm qua anh có khóc không? 7. 나 내년에 소설 안쓸 거야. 5. Sau ông không viết tiểu thuyết. 8. 나 다음 주에 옷살 거야. Tuần sau em có mua quần áo. 9. 너 내일 영화 볼 거야? Ngày mai em có xem phim không? 10. 나 어제 안 쉬었어. Hôm qua chị không nghỉ ngơi